xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ngôi sao thế ta. Từ chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao như thơ. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ. Buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã treo sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ đắng cay, tình tựa bao tu dù có tàn lúa, mộng đẹp xin giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu em hỡi khi gối chân còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ trên màn hình của quý vị và các bác là Chamley Sân Sôi Receiver 441, một dòng âm ly nội địa Nhật Bản xuất Mỹ, chạy được đa cầu điện, tức là chạy điện 100 và chạy điện được 220 của chúng ta. Chamley này đánh được hai cầu lai A cộng B với một hình thức rất là cổ điển, phù hợp với các cái dòng loa cổ, cho phép chúng ta nghe các cái bản nhạc analog rất là hay, phù hợp với rất là nhiều các dòng loa cổ, các dòng loa sân xui, các dòng loa Pioneer, các dòng loa Mỹ. Và giá của chiếc ly này là 3.800.000 đồng. Chiếc ly này tất cả các chức năng là hoạt động hoàn hảo, còn rất là đẹp. Vỏ của nó là vỏ gỗ sắt, vỏ sắt và được dán một cái lớp gỗ lên quý vị nhé. Sau đây mình sẽ tháo cái phần ruột gan để cho anh em chiêm ngưỡng cái phần nội thất của chiếc ly này, cũng vừa mới về tại cửa hàng của em. Bây giờ là hơn 3 giờ rồi, ở Sài Gòn thì đang mưa nên là hơi ồn một chút, ảnh hưởng đến cái việc thâu. Thì anh em các bác vui lòng, cái này mình chỉ test mang tính chất tham khảo thôi nhá, để cho là âm ly hoạt động cũng như là các chức năng thôi. Về phần âm thu thì sẽ hơi ảnh hưởng một chút nhá. Nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết, em hỡi mình đã không chung tình duyên xa rồi. Ta hôn chúc nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chua xót, thôi mình xóa cho nhau niềm đau. Đây là cái phần nguồn của chiếc ly này, và đây là cái phần bo mạch
trong âm ly. Cái này là em mình chưa có vệ sinh, tất cả là còn bụi nha. Này, lau thì nó sẽ rất là sáng. Và con này nó đánh hai con STK 016 là cái dòng module IC của hãng. Thì như anh em biết chơi audio thì những cái dòng mà đánh bằng STK này thì rất là dễ phối ghép loa. Cái ưu điểm của nó là rất là dễ phối ghép loa. Chất âm là tươi sáng, tự nhiên. Thì ngày xưa thì các bác chơi thì cứ hay sợ là STK khi mà nó hỏng không có đồ thay, nhưng bây giờ đồ nó rất là nhiều, rất là sẵn. Những cái này ví dụ chúng ta có sửa chơi có bị hỏng hóc thay thế thì đồ thay thế sửa chữa rất là ok hơn so với ngày xưa. Nên là chúng ta cứ vẫn tự tin vào chơi với một cái mức giá rất là hợp lý thế này. Và phía sau của cái chiếc âm ly này nhá, thì là nó có cái hộp ở đây. Cái hộp này còn nguyên bụi này. Đó, cái hộp này thì chúng ta sẽ tháo hai ốc này ra và đảo cái cầu sang điện, nếu mà chúng ta chơi sang điện 220. Đây là điện 17, điện 220 nha. Rất là tiện cho anh em các bác chơi. Đây là hai cầu loa của chiếc âm ly này. Nói chung là máy còn rất là mới. Đây là cái tem vận chuyển từ bên Mỹ về, mình mua qua eBay đó. Đó, Express bên vận chuyển. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ kéo cái cần anten ra để mà thu sóng nhé. Không dùng thì chúng ta đậy vào, ấn nó vào. Rồi, mình đã giới thiệu chiếc âm ly Sunsuite 441, một cái mức giá rất hợp lý. Thì các bác quan tâm thì có thể tham khảo thêm các cái thông số hay là chi tiết mình muốn biết thì mình nên tham khảo thêm ở trên Google. Rồi có ai có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho mình. Và để sở hữu chiếc âm ly Sunsuite Receiver 441. Rất cảm ơn quý vị và các bác anh em đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.